này, tự tin lên. Bố, cô đẹp trai không? Chuyện kém bố tí thôi. Đấy, trông anh mặc này trông sáng hơn bao nhiêu. Mà chụp nhanh nhanh lên nhá, đừng có vẽ chuyện làm gì. Mày cứ bày nhiệt tình vào cho anh, chả mấy khi nhà có dịp. Đấy, ngon luôn anh mình. Đây rồi. Để mà nói nhá, gái một con mà vẫn xinh ngon như này, cả Việt Nam có mỗi Hà Lê Tè. Rồi, thôi đi, em ơi đừng có nói thật như thế. Ra đây con trai mẹ xem nào. Ôi giời ơi, ai sinh ra con mà đẹp thế. Mẹ tí à. Xin chụp cái, xin chụp cái. Cho một tấm, cho một tấm. Nào. Gia đình hạnh phúc nào. 2, 3. Thả tim đi, nào, làm tim, làm tim mình ơi, cậu ơi. Nào, 1, đưa nào. Chào mừng em đến với gia đình của em. Ba. Rồi. Yêu quá. Nào cả nhà mình ra đây chụp một cái ảnh cả nhà nào. Đi đi, đây. Chụp với cô dâu chú rể đi con ơi. Đây. Chụp với đứng cô dâu chú rể. Đứng vào đây, ông đứng vào đây. Đấy. Đây đây. Đó mẹ rồi. 1, 2, 3. Nào cả nhà nào. Mình có đổi chỗ không nhỉ? Hay đổi chỗ đi, đổi chỗ đây, đi. Hai đổi chỗ qua đây đi. Hai đây, 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 đây. Đấy. Bố sao thế này? Anh không nhận thấy là lần đầu tiên em được mặc một cái váy đẹp như thế này à? Rồi. Mà chúng mình cũng chưa bao giờ chụp ảnh cưới nữa. Anh, cho đôi trẻ này xin vài tấm hình. Đúng rồi anh ơi. Vâng ơi, đứng sát vào. Nắm tay nào, ngả vào. Ra mà đi. Anh đứng dịch cái nào. Hai đứa tươi lên con nào. Vâng, vâng, nắm tay nào. Vào. Một bộ ảnh cưới nào. Nào, 1, 2, 3. Hình lên gì con? Từ anh ơi, từ cần này không? Chị Phương. Cống cưới nó trông như cái cây. 1, 2, 3. Anh cưới nào. 1, 2, 3. Cái này là cả nhà chung chung đi ạ. Cả nhà vào nào. 1, 2, 3. Kim chi.